Bút Tháp là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở đất Kinh Bắc xưa. Giữ vẻ đẹp trong sự thăng biến của bao đời, chùa cổ uy nghiêm và tĩnh lặng trong không gian văn hóa đất Bắc. Bút Tháp với sự huy hoàng của cây nôi Phật giáo, dòng Lâm Tế phát xuất thời Lê, tạo thành mạch nguồn đạo giáo thâm sâu trong tâm thức dân tộc. Chùa cổ dấu xưa đến nay đã trải qua mấy trăm năm, hương tích vẫn còn với thời gian mà lịch sử vẫn là điều chưa được thấu rõ. Đến với cửa Phật nơi này, ta không khỏi ngạc nhiên trước cảnh thiên nhiên thơ mộng, thực mà như mơ, với bao huyền thoại về một xứ sở của vùng dâu Kinh Bắc. Chùa Bút Tháp tọa lạc trong một khuôn viên rộng hơn 10.000 mét vuông bên bờ nam con sông Đuống hiền hòa. Trải qua mấy trăm năm nhưng chùa Bút Tháp vẫn còn giữ được vẻ đẹp trong sự thăng biến của bao đời. Che gầy thông vót nước rơi thơm, gió thoảng trăng non mát mát dờn. Nguyên Tây ai ở, người nào biết, mỗi chiều chuông nổi đuổi hoàng hôn. Chùa Bút Tháp có tên chữ là Ninh Phúc Tự, nằm ở phía tây thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đây là một trong không nhiều ngôi chùa cổ có quy mô lớn ở đồng bằng Bắc Bộ còn lại đến ngày nay và được bảo tồn khá nguyên vẹn. Chùa có kiến trúc tổng thể độc đáo, bố cục gọn gàng, chặt chẽ, sinh động, là một khuôn mẫu về sự kết hợp hài hòa kiến trúc của các chất liệu gạch, gỗ, đá, của sự hòa nhập giữa kiến trúc và môi trường thiên nhiên bao quanh. Theo sách Địa chí Hà Bắc năm 1982 thì chùa có từ đời vua Trần Thánh Tông. Thiền sư Huyền Quang, Đỗ Trạng Nguyên năm 1297 đã trụ trì ở đây. Đến thế kỷ thứ 17, chùa đã nổi tiếng với vị sư trụ trì là Hòa Thượng Triết Triết, người tỉnh Phúc Kiến, Trung Hoa, sang Việt Nam năm 1633 và trụ trì ở chùa. Năm 1644, Hòa Thượng Viên Tịch và được vua Lê sắc phong Minh Việt Phổ Giác Quảng Tế Đại Đức Thiền Sư. Sau này, người kế nghiệp trụ trì chùa Bút Tháp là Thiền Sư Minh Hành, học trò xuất sắc của Hòa Thượng Triết Triết. Cũng vào thời gian này, Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc
đã rời bỏ cung thất về đây tu hành. Thấy chùa bị hư nát nhiều, bà cùng con gái là công chúa Lê Thị Ngọc Duyên xin phép chúa Trịnh Tráng rồi bỏ tiền của ruộng lộc ra công đức để trùng tu lại ngôi chùa. Đến năm 1647, chùa Bút Tháp được trùng tu xong và có tên chữ là Ninh Phúc Thiền Tự. Trước thế kỷ thứ 11 là chùa Bút Tháp là đã có hình thành của một ngôi chùa với 8 chữ Hoàng Đồ Củng Cố Đế Đạo Hưng Long là của vua Trần Nhân Tông. Khi ngài đến núi Yên Tử tu hành thì đã qua chùa Bút Tháp ở đây một thời kỳ. Đến cuối thế kỷ thứ 15, bà Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc đã bỏ tất cả tiền của điền địa của mình để cống hiến cho chùa, và với sự đóng góp về mặt kiến trúc của ngài Triết Công Hòa Thượng, trải qua nhiều thăng trầm biến cố của lịch sử, nắng mưa của thiên tai, nhưng ngôi chùa Bút Tháp thì vẫn còn giữ nguyên được kiến trúc cổ chùa Việt Nam. Đây là một cái hệ thống chùa tiêu biểu cho các chùa của đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam vẫn còn nguyên đến giá trị tới ngày hôm nay. Là một ngôi chùa được tu tạo vào thời nở rộ của những kiến trúc trăm gian, nên chùa Bút Tháp có quy mô bề thế so với những ngôi chùa cùng thời. Chùa được xây dựng theo kiểu nội công ngoại quốc, bố cục gọn gàng và sinh động, kiến trúc hòa nhập với môi trường thiên nhiên bao quanh. Chùa không vươn lên theo chiều cao mà các đơn nguyên kiến trúc đều được trải dài theo mặt bằng. Toàn bộ kiến trúc của chùa quay theo hướng Nam, một hướng truyền thống của người Việt. Đối với đạo Phật, hướng Nam là hướng của trí tuệ, hướng của bát nhã. Nhờ có trí tuệ, chúng sinh mới đến bến bờ giải thoát Niết Bàn. Kiến trúc của ngôi chùa được bố trí cân xứng chặt chẽ ở khu vực trung tâm, nhưng lại rất tự nhiên ở khu vực xung quanh. Cùng kiến trúc trung tâm ở chùa Bút Tháp bao gồm 8 đơn nguyên chạy song hành được bố trí đăng đối trên một đường thần đạo và được bao bọc bởi 2 dãy hành lang chạy suốt dọc chùa. Nằm ở trung tâm kiến trúc là tòa tiền đường, thượng điện, cầu đá, tòa tích thiện am, trung đường, phủ thờ, tòa hậu đường và hàng tháp đá. Sau nhà hậu đường, bố trí lăng đối theo trục chính và phương pháp xử lý các khối kiến trúc đã tạo nên vẻ thâm nghiêm, u tịch cho cảnh chùa. Sự bố trí chặt chẽ ở khu vực trung tâm này thể hiện tư tưởng về giáo lý của đạo Phật, diễn tiến từ nhận thức suy lý đến thực hành chính nghiệm đã đạt được đến sự giác ngộ và giải thoát. Ngôi chùa có kiến trúc nội công và ngoại quốc, tòa tiền đường cũng như 2 dãy hành lang và nhà hậu tổ đã tạo thành một chữ quốc. Từ tòa tiền đường đến tòa thiêu hương đến tòa chính điện thì tạo thành những chữ công, và từ chính điện qua cây cầu đá và tòa cửu phẩm niên hoa thì lại tạo thành những chữ công tiếp. Đứng ở phía ngoài của ngôi chùa thì cảm tưởng như ngôi chùa có vẻ rất là hoang sơ. Toàn bộ ngôi chùa hầu như không đi bằng cửa chính mà chỉ đi bằng 2 cổng phụ, làm cho cái cảm giác được gợi mở và được thoáng đãng hẳn ra. Đặc biệt những cái mái đao cong của chùa thể hiện cái tính hướng thượng của Phật giáo Nguyên Thủy. Toàn bộ cái kiến trúc của ngôi chùa vẫn còn giữ nguyên được dáng vẻ cổ kính của Phật giáo Nguyên Thủy nói chung, và nhất là của Phật giáo đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam nói riêng. Để có một ngôi chùa Bút Tháp đẹp, người xưa đã kết hợp cảnh quan của cả vùng để tạo nên sự hòa nhập của ngôi chùa. Với cảnh quan hiện tại, bên trái chùa có dòng sông Đuống, trước cửa chùa là đồng ruộng mênh mông, xa xa ở phía trái và phía phải chùa có núi Tam Đảo, núi Phật Tích bao bọc.
Do điều kiện địa lý của một xứ sở nhiều nắng lắm mưa, nên người Việt xưa đã tạo nên kiến trúc ngôi chùa với những bộ mái lớn. Ở chùa Bút Tháp, nhìn từ ngoài vào sẽ thấy ngay chiều rộng của mái chiếm gần 2/3 chiều cao. Thiết kế đó càng như kéo kiến trúc xuống sát mặt đất hơn, và kết quả là kiến trúc trở nên đầm ấm. Chính vì thế mà không gian của chùa Bút Tháp như vừa đóng vừa mở, dù có tường vây bao bọc mà ranh giới giữa chùa với bên ngoài ít phân biệt trong tâm thức. Ở chùa Bút Tháp có một hệ thống tượng thờ rất đặc sắc so với những ngôi chùa khác. Tượng Phật ở đây có nhiều loại như tượng các vị Bồ Tát, tượng hộ pháp, tượng các vị La Hán. Trong đó có những pho rất quý, nổi tiếng cả nước và được giới nghiên cứu xem là khuôn mẫu của tượng Phật giáo Việt Nam, như tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay. Tượng Quyết Sơn, bộ tượng Tam Thế Phật. Ngoài ra trong chùa còn có hơn 70 pho tượng gỗ được tạc trong tư thế quỳ, đứng, ngồi với nét mặt thành kính, trông rất sinh động, thể hiện cảm xúc nội tâm, mang nặng ý tưởng Phật giáo. Ở chùa Bút Tháp, bức tượng Bồ Tát Quan Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn là bức tượng bằng gỗ lớn nhất Việt Nam. Ngoài ra còn có bộ tượng Tam Thế, tượng Quan Âm Tọa Sơn, tượng Văn Phù và Phổ Hiền Bồ Tát. Các pho tượng hậu bằng gỗ như tượng Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc, tượng Công chúa Lê Thị Ngọc Duyên, tượng Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Cơ và rất nhiều các pho tượng cổ khác là những tác phẩm nghệ thuật vô giá. Tượng Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay hết sức điêu luyện do Trương Thọ Nam tạc và hoàn thành vào năm 1656, thời Hậu Lê. Tượng cao 3,7 m, ngang 2,1 m, dày 1,15 m. Đây được coi là một kiệt tác độc nhất vô nhị về tượng Phật và nghệ thuật tạc tượng, nghệ thuật làm nổi bật triết lý nhà Phật bằng thứ ngôn ngữ tạo hình hàm xúc. Tượng Quan Âm hai tay chắp trước ngực, hai tay để trên đùi với những ngón tay đan chéo, biểu tượng cho dáng hành đạo và nhập định. Các chùm tay để trần từ sườn, vai, lưng, trên người. Những tay được xếp vòng tròn từ lớn đến nhỏ hướng vào tâm. Độc đáo hơn nữa là nhịp điệu mỗi cánh tay không giống nhau. Nhìn tổng thể, tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay như những vòng hào quang tỏa ra từ tâm điểm. Hệ thống tượng thờ của ngôi chùa Bút Tháp ở đây tiêu biểu, đặc biệt là có pho tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhẫn do bậc nghệ nhân họ Trương quê gốc ở Bến Tre đã dồn toàn bộ tâm huyết của mình trong vòng 10 năm để tạc lên pho tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhẫn. Tiếng dân gian người ta gọi là Đức Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay. Với 46 tay lớn và 954 tay nhỏ đã tạo thành một kiệt tác. Ngoài cái kiến trúc của pho tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhẫn ra thì
thì pho tượng này còn ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống tâm linh của bà con Phật tử ở khắp vùng quê của dân tộc Việt Nam. Kiến trúc chùa vẫn dùng khung gỗ chịu lực. Đặc biệt phía ngoài thượng điện có lan can bằng đá xanh bao quanh, có 26 bức chạm bằng đá chạm khắc các hình động vật, điểm xuyết thêm mây, trời, hoa lá. Trên lan can cầu đá nối với tòa Tích Thiện Am có 12 bức và ở lan can quanh chân tháp Báo Nghiêm có 13 bức. Như vậy, tổng cộng các bức chạm khắc đá ở chùa Bút Tháp là 51 bức với những đề tài khác nhau, nhưng đều thống nhất với nhau ở mặt chất liệu, phong cách và thống nhất về niên đại. Nối giữa Thượng Điện và Tích Thiện Am là chiếc cầu đá cong bắc ngang qua hồ nước. Cầu dài 4 mét gồm 3 nhịp uốn cong vòng, mặt cầu lát đá xanh trơn nhẵn. Hai bên cầu có 12 bức phù điêu đá, chạm chim muông, hoa lá đã được chạm khắc rất công phu, tinh xảo, rất hài hòa. Tòa Tích Thiện Am cao khoảng 7 mét với 12 mái cong, trồng diêm 3 tầng. Các hàng cột giữa cao to nâng các tầng trên, cùng với kiểu thức vì kèo trồng giường tạo nên sự vững chắc, thoáng đãng mà nhẹ nhàng. Trong Tích Thiện Am là tòa cửu phẩm liên hoa cao 9 tầng như 9 đài sen. Tám mặt đều đặn thể hiện tám phương của nhà Phật. 9 đài sen tượng trưng cho 9 cấp tu hành chính quả của Phật giáo. Điều đặc biệt là tòa cửu phẩm liên hoa có thể quay được và không hề phát ra tiếng kêu, dù được làm từ mấy thế kỷ. Mỗi vòng quay của tháp ứng với 3.542.400 câu niệm Phật. Ở nước Việt Nam thì cũng không còn nhiều những tòa cửu phẩm liên hoa nữa, chỉ còn tòa cửu phẩm liên hoa ở tại chùa Bút Tháp tỉnh Bắc Ninh và hai tòa cửu phẩm liên hoa của tỉnh Hải Dương. Tòa cửu phẩm liên hoa tại chùa Bút Tháp mang đậm dáng vẻ cổ, chịu ảnh hưởng lớn của tư tưởng mật tông Tây Tạng. Tòa cửu phẩm liên hoa thì gồm có 9 tầng, mỗi một tầng thì có 8 cạnh bát giác thể hiện ở cung hình của bát quái, ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy. Mà ở mỗi một tầng của tòa cửu phẩm liên hoa thì có những cái bức phù điêu chạm bằng gỗ rất là khác biệt nhau, thể hiện cái sự sinh tồn cũng như sự phát triển của loài giống con người. Trong tổng thể kiến trúc, tòa cửu phẩm liên hoa mang một vẻ đẹp tượng trưng bởi sự dung hòa các tông giáo, kết hợp tông giáo Tịnh Độ trong việc thờ Di Lặc, tôn giáo Thiền Tông và tông giáo Mật Tông.
phẩm liên hoan ấy là sản phẩm của những ngôi chùa lớn, những ngôi quốc tự. Và về mặt vị thế, cửu phẩm liên hoan ấy cũng có những cái ý nghĩa riêng. Cửu phẩm 9 tầng nó là con số quan trọng tự nhiên trong đời sống văn hóa xã hội của đất nước, nhưng mà khi nó đưa vào thế giới Phật giáo thì nó lại mang cái ý nghĩa của 9 tầng trời, và là cái nơi mà trời đất nối liền hoặc là có thể giao lưu với nhau. Kiểu phẩm 9 tầng như thế đấy, nó mang cái ý nghĩa của cái sự nối liền cõi đất với cõi trời, cõi niết bàn của Phật với lại cõi vô thường của đời kiếp người chúng ta. Tại chùa Bút Tháp, ngoài tượng Phật Quan Âm, tòa cửu phẩm liên hoa thì tháp Báo Nghiêm cũng là một kiến trúc quý. Tháp Báo Nghiêm thờ Hòa Thượng Chuyết Chuyết. Trông xa tháp giống như cây bút khổng lồ vươn thẳng tới trời cao thanh vắng. Tháp cao 13,05 m, 5 tầng với một phần đỉnh xây bằng đá xanh. Ngoài tầng đáy rộng hơn, 4 tầng trên gần giống nhau, rộng 2 m. 5 góc của 5 tầng có 5 quả chuông nhỏ. Lòng tháp có một khoang tròn đường kính 2,29 m. Ngoài kỹ thuật xây dựng đá, phần bệ tượng được bao quanh bằng 2 vòng tường cấu tạo bằng cột và lan can. Riêng ở tầng dưới cùng của tòa tháp này có 13 bức chạm đá với đề tài chủ yếu là các con thú. Tháp thể hiện tài ghép đá và nghệ thuật điêu khắc tuyệt vời của người thợ Việt Nam xưa. Tôi năm nay là 90 tuổi. Lần đầu tiên tôi được về thăm chủ tháp thì tôi thấy chùa còn nguyên vẹn. Ở đây thì tôi thấy có nhiều cái đặc sắc thể hiện về văn hóa. Tôi đi tham quan chùa này thấy được cái không khí, không gian mà rất sạch sẽ. Như thế là chứng tỏ chùa này nó cũng là vào bậc nhất nhì của Việt Nam mình. Cho đến ngày nay, chùa Bút Tháp vẫn giữ trong mình những giá trị đặc sắc được tích tụ trong mỗi quá trình tồn tại của mình. Trải qua bao dặm dài của lịch sử, chùa Bút Tháp luôn luôn được trân trọng, được bảo vệ, gìn giữ và tôn tạo ngày càng đẹp hơn. Đây đang trở thành một điểm du lịch, một địa chỉ hành hương của đồng bào cả nước và du khách nước ngoài.
Đến đây tôi rất thích vẻ cổ kính của ngôi chùa này. Tôi thấy cảnh quan rất đẹp, đặc biệt là khi tìm hiểu về lịch sử ra đời của nó. Tôi được biết đây là ngôi chùa cổ của Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng khách du lịch khi sang Việt Nam cũng muốn đến với những ngôi chùa cổ như thế này. Đây là một cái ngôi chùa mà cũng vào lại cổ của Việt Nam. Ở cái ngôi chùa này chúng tôi thấy đây là một cái nơi mà đúng là nơi phát tích của nhà Phật. Và chùa này thì rất đẹp, trong đó nổi bật lên tượng Đức Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay. Và ngoài không gian này thì lại còn có cái bút tháp. Và đây là một cái di tích mà cần phải tôn tạo để con cháu chúng ta để học tập được cái truyền thống văn hóa lâu đời của Việt Nam ta có từ 4.000 năm nay. Ngày nay, chùa xưa dấu cũ ven sông Đuống vẫn trang nghiêm với những dải ngô khoai biêng biếc. Bút tháp vẫn vút trên trời xanh mang tâm linh của vùng Kinh Bắc. Trải qua bao năm dài lịch sử, chùa Bút Tháp luôn được bảo vệ, giữ gìn và tôn tạo ngày càng đẹp hơn, xứng đáng là một di tích Phật giáo độc đáo nhất của Việt Nam. Đã phân Nam.